Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho người dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Mỹ Đức. Tại buổi tuyên truyền, người dân đã được giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống buôn lậu. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được thông tin về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, một số nội dung cơ bản về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mục đích ý nghĩa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khuyến khích và vận động người dân ưu tiên mua các sản phẩm hàng hóa Việt Nam.